đừng vội uống thuốc hạ sốt hại gan có một thứ hạ sốt an toàn hơn ở ngay trong nhà bạn bột sắn dây được xem là vị thuốc giải nhiệt hạ sốt an toàn mà hiệu quả vì có tác dụng giải nhiệt gây ra mồ hôi khi mới mắc cảm công hiệu giải nhiệt rất tốt sắn dây hay còn gọi là cắt căn cam cát căn phấn cát củ dây có tên khoa học là pueria thâm sơn rialoba max Do Gap thuộc họ cánh bướm Fabaceae. sắn dây có hai bộ phận được dùng làm thuốc là dễ củ còn gọi là cắt căn và hoa còn gọi là cắt hoa bộ phận quan trọng nhất là cắt căn cắt căn được thu hái từ cuối tháng 10 đến tháng 3 tháng 4 năm sau. Khi thu hái người ta lấy dễ rửa sạch, bóc tước vỏ giấy bên ngoài, cắt thành từng khúc dài từ 10 đến 15 cm, phơi hoặc sấy khô, nếu muốn chế thành bột thì giã nhỏ, gạn lấy tinh bột, lọc đi lọc lại nhiều lần phơi khô, dược tính công dụng nổi bật, cát căn là vị thuốc quý đã được ghi trong dược điển Việt Nam năm 2002, theo tài liệu cổ có ghi cát căn vị ngọt cay tính bình. Hoa sắn dây, vị ngọt tính bình, vào hai kinh tỳ và vị, có tác dụng giải cơ, thoái nhiệt. Sinh tân, chỉ khát, hoa sắn dây giải độc, dùng chữa biểu chứng miệng khát, nhức đầu, tiết tả, lị ra máu. Đầu trần sơ khai Đầu trần sơ khởi Cắt căn là vị thuốc chữa sốt, làm cho da mồ hôi, chữa bệnh sốt khát nước, nhức đầu lị ra máu. Ngày dùng từ 8 đến 20 g dưới dạng thuốc sắc, dùng riêng hay phối hợp với các vị thuốc khác. Cuốn cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của cô giáo sư Đỗ Tất Lợi có ghi thêm về tác dụng giải nhiệt của cắt căn, cho thỏ gây sốt, uống dịch chiết cắt căn bằng cồn etylic với liều 2g 1kg thể trọng, thấy tác dụng giảm sốt rõ rệt. Bột sắn dây được xem là vị thuốc giải nhiệt, hạ sốt an toàn mà hiệu quả vì có tác dụng giải nhiệt gây ra mồ hôi khi mới mắc cảm, công hiệu giải nhiệt rất tốt. Những bài thuốc từ cắt căn hạ sốt đơn giản, lấy 5 muỗng lớn bột sắn dây cùng một ít mật ong thêm vào 6 muỗng lớn nước chín, thêm nước nóng từ từ cho đến khi thấy dễ uống thì thôi. Chữa sốt trẻ con, cắt căn 20g thêm 200ml nước sắc còn 100ml cho trẻ uống trong ngày. Chữa cảm mạo sốt, cắt căn 8g, ma hoàng 5g, quế chi 4g, đại táo 5g, thực dược 4g, sinh khương 5g, cam thảo 4g, nước 600ml, sắc còn 200ml, chia 3 lần uống trong ngày. Đơn thuốc của Trương Trọng Cảnh, theo những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Lương y huyên thảo trên tờ sức khỏe và đời sống còn đưa thêm hai bài thuốc giải độc từ sắn dây như sau Ngộ độc thức ăn đại tiện ra máu do ăn phải đồ nóng, độc Củ sắn dây tươi, ngó sen tươi, hai thứ giã nát, bắt lấy 500ml nước cốt, mỗi thứ hòa đều uống dần. Ngộ độc rượu, uống quá nhiều rượu khiến tỉ vị thương tổn, khạc hoặc nôn ra máu. Người phát sốt, tiểu tiện đỏ. Hoa sắn dây 30g, hoàng liên 4g, hoạt thạch 30g, thủy phi, bột cam thảo 15g, tán thành bột mịn, trộn với nước, hoàn thành viên, mỗi lần uống 3 gam, chiêu thuốc bằng nước mát. Thủy phi là thêm nước vào vị thuốc cùng tán, hoặc tán xong cho vào nước khuấy lên để bột thuốc lắng xuống, thường áp dụng khi bào chế hoạt thạch, chu sa, thanh đại.